Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Food cùng vào bếp nha. Thì sau bài đăng về làm bánh trung thu nhân khoai lang tím hạt sen bữa trước á, được rất nhiều bạn quan tâm. Thì có bánh ngọt thì phải có bánh mặn cả nhà nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà món bánh trung thu thập cẩm quen thuộc cả nhà ơi. Rồi, ngoài ra thì Quyên cũng sẽ hướng dẫn cả nhà cách nấu nước đường để lên màu đẹp các bạn nha. Mời cả nhà cùng vào bếp với Quyên cũng trong bài này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu để nấu nước đường cho cả nhà nha. Mình sẽ sử dụng là 1 kg đường nâu đường vàng các bạn. Đó, đường vàng nâu á sẽ làm màu và sẽ rất là đẹp cả nhà nha. 1 cái chanh. Ngoài ra chúng ta sẽ có nước là 600ml nước cả nhà nha. Đó, với cánh này chúng ta sẽ đun nước khá là nhanh các bạn. Rồi ok, chúng ta sẽ chuẩn bị một nồi nước cả nhà nha. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng là 100g đường trước. Mình sẽ thắng đường các bạn nha, thắng để lên màu caramel các bạn. Đó, giống như mình làm bánh lăng á. Sau đó khi mà nước nó sôi thì chúng ta sẽ cho hỗn hợp đường còn lại vào các cả nhà nha. Đó, mình sẽ cho 100g đường và 100ml nước vào. Rồi mình sẽ mở lửa lên. Rồi khi mà nước sôi rồi mình sẽ cho cái phần nước chanh vào các bạn nha. Để mình thắng cái nước màu trước các bạn. Nó sẽ lên màu đẹp hơn cho cả nhà nha. Ok, cả nhà nhìn xem nước sôi các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ chuẩn bị một lá chanh các bạn nha các bạn nha. Đó, chuẩn bị một lá chanh. Nhớ các bạn nhớ bỏ hạt nữa các bạn nha. Nó sẽ đắng các bạn. Rồi mình sẽ cho 50ml nước cốt chanh vào các bạn nha. Đó, để cho nó tạo cái màu caramel các bạn. Ok, tiếp theo mình sẽ cho 500ml nước còn lại vào các bạn nha. Rồi mình sẽ bắt đầu nấu các bạn. Nấu với cái phần đường còn lại vào các bạn nha. Đó, các bạn đổ nước từ từ vào. Và các bạn nhớ nha, mình sẽ vớt những cái hạt chanh ra cả nhà nha. Đó. Ok, và mình nấu thêm khoảng cỡ 10 phút thì nước đã sôi các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vớt bọt cả nhà nha. Khi vớt bọt xong mình sẽ cho cái phần chanh còn lại vào các bạn. Đó, mình sẽ nấu thêm khoảng nửa tiếng á, cho bữa nhỏ cho nó bay bớt nước các bạn, mà nước sẽ rút xuống khoảng tầm 1.2 lít á là ok nhất các bạn nha. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ cho cái phần chanh còn lại vào cả nhà nha. Đó. Đó, mình sẽ nấu để miếng chanh vậy luôn, mình sẽ nấu nước khi nào nước rút xuống bớt á. Đó, nửa tiếng sau mình sẽ bắt đầu lấy cái chanh ra các bạn nha. Ok, và sau khoảng 45 phút trôi qua thì chúng ta đã được một nồi nước đường các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt chanh, vớt hạt ra các bạn nha. Những nguyên liệu nào mà mình nấu mình sẽ vớt ra. Mình sẽ giữ được phần nước đường và mình sẽ bắt đầu mình đem lên mình cân thử coi mình đã được số lượng nước đường như ý muốn chưa cả nhà nha. Đó. Rồi, mình sẽ đổ nước đường vào cả nhà nha. Ok, và bây giờ mình sẽ cho nước đường và mình cân thử cái nhà nha. Nếu mà tổng trọng lượng nước đường mà được khoảng cỡ 1 lít 2 đổ lại là ok cả nhà nha. Mình sẽ để được và mình sẽ thử nghiệm được, coi thử đường nó đạt tiêu chuẩn chưa nha. Ok, để thử cái phần nước đường đủ tiêu chuẩn chưa, mình sẽ chuẩn bị một cái ly nước cả nhà nha. Mình sẽ nhiễu cái đường xuống nước đó, các bạn thấy không, nếu mà đường mà lắng xuống phần nước á tạo hình tròn là đạt tiêu chuẩn cả nhà nha. Đó, còn nếu mà nó mà tan á là trong nước là chưa đủ tiêu chuẩn cả nhà nha, các bạn phải nấu thêm nữa. Đó, các bạn thấy không, đó nó lắng xuống như thành một cái vạch tròn dưới là đủ tiêu chuẩn cả nhà nha, các bạn lưu ý nha. Ok, và sau đó mình sẽ bảo quản tủ lạnh hoặc là để ở ngoài trong khoảng cỡ 2 tuần sau mình mới bắt đầu mình làm bánh cả nhà nha. Thì lúc đó nước đường nó mới lên màu đẹp được. Rồi, để làm bánh nguyên liệu chúng ta sẽ có như mình sẽ có là 180g bột mì cả nhà nha. Và 100g nước đường. Đó, mình đã ủ sau 2 tuần các bạn, nước đường đã ủ sau 2 tuần các bạn nha, lưu ý nha. Và nửa gram bột ngũ vị hương, 20ml dầu ăn và 1/2 lòng đỏ trứng gà cả nhà các bạn nha. Đó, mình sẽ đập trứng gà ra. Ok, thì mình sẽ đập cái trứng gà qua các bạn nha, mà mình sẽ lấy cái lòng đỏ. Đó, mình giữ lòng đỏ thôi. Đấy, mình sẽ sử dụng 1/2 lòng đỏ để mình trộn vô mình làm cái phần dao bánh cho cả nhà nha.
Ok, và bây giờ mình sẽ lay cái phần bột mì vào các bạn nha. Đó, mình sẽ lay 180g bột mì vào cái âu, cái thay nồi nóng các bạn. Rồi mình sẽ bắt đầu mình thêm mì xong mình sẽ cho bột vi hương vào. Sau đó mình sẽ cho dầu ăn cùng với nước đường vào. Rồi mình sẽ bắt đầu mình nhồi bột các bạn nha. Đó, theo như vậy mình sẽ cho từ từ cái phần lòng nỏ vào luôn các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho một cung vi hương vào sau khi mình đã lay hết bột mì rồi các bạn. Đó, mình sẽ thêm một cung vi hương vào nha. Tiếp tục mình sẽ cho cái dầu ăn vào các bạn nha. Đó, dầu ăn vào mình sẽ cho tiếp phần nước đường vào và mình sẽ chuẩn bị trộn cùng với lòng đỏ trứng gà cả nhà nha. Và mình sẽ chuẩn bị cho nước đường vào các bạn nha. Đó, mình cho đường vào mình nhào bột các bạn. Đó, khi nào mình nước đường mình đã cho hết rồi mình sẽ dùng tay để mình nhào các bạn nha, nhào khi mà nó một cái khối miệng các bạn. Đó, các bạn nhào nhanh và gọn dứt khoát cả nhà nha. Đó. Ok, và bây giờ mình sẽ cho một phân nửa lòng đỏ trứng gà vào là mình bắt đầu mình trộn bột cả nhà nha. Ok, và mình đã nhồi xong cái phần bột các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đóng lại, mình sẽ ủ khoảng tầm nửa tiếng nha. Trong thời gian mình sẽ bắt đầu mình làm nhân cả nhà nha. Sau khi nhân xong mình quay lại mình sẽ bắt đầu mình cho cán bột và cho nhân vào cả nhà nha. Ok, về nguyên liệu gia cẩm chúng ta sẽ có như sau các bạn nha. Mình đã có chuẩn bị sẵn một cái dĩa đầy đủ các loại nguyên liệu các bạn. Đó, cẩm á, như mình sẽ có là mứt các bạn nha, mứt gừng các bạn nha. Đó, 50g mứt gừng nè. Rồi, 60g lạp xưởng, 60g hạt điều, lát mình sẽ rang các bạn nha, và 40g hạt dẻ cười, 50g mứt chanh mứt tắc các bạn, rồi 50g mứt bí các bạn nha, rồi 50g mứt gừng, rồi ok chúng ta sẽ có thêm là 5g lá chanh mình đã cắt sẵn các bạn nha. Ok, ngoài ra mình sẽ còn có thêm cỡ 20g mè nữa nha, lát mình sẽ cho vào sau các bạn nha. Ok, và gia vị nêm các bạn mình sẽ có là 50ml rượu bay bế lỗ các bạn nha. Rồi 5g dầu hào cùng với 50ml mè, dầu mè cùng với 10g bột dẻo các bạn. Đó, cùng với 4-5 quả trứng muối mình đã đang ngâm trong cái phần rượu bay bế lỗ các bạn nha. Rồi, sau khi ngâm xong mình sẽ cho vào lò nướng nha các bạn nha, nướng khoảng 7-8 phút. Đó, nhiệt độ khoảng tầm 180 độ C các bạn nha. Ok, về các nguyên liệu thập cẩm thì nếu các bạn có thời gian thì nên dùng dao cắt các bạn, cắt nó sẽ ra đều hơn các bạn nha. Nếu không thời gian thì nhanh thì có thể sử dụng cái máy sinh tố, máy xay đa năng á, mình xay á, xay gió lẹ các bạn nha. Đối với điều á thì các bạn xay xong rồi hãy rang nha các bạn nha. Đó, mình sẽ rang chung với cái mè luôn. Đó. Rồi những nguyên liệu lại như là mứt nha, mình cũng sẽ xay luôn các bạn nha. Đó. Ok, đây là những nguyên liệu mình đã xay xong các bạn. Đó, mứt á, mứt gừng á, mình đã mứt chanh mình đã xay xong các bạn nha, mứt gừng vàng á, gừng đỏ đó. Rồi tiếp theo mình sẽ chuẩn bị mình rang các bạn nha. Đó, mình sẽ cho hạt điều nè, rồi hạt dẻ cười nè mình rang, sau đó mình sẽ cho mè mà mình rang là sao các bạn nha. Đó, mình sẽ rang những nguyên liệu trước. Đó, những nguyên liệu cứng trước. Ok, và bây giờ mình sẽ cho cái phần mè vào mình để mình rang chung cả nhà nha. Ok, và cuối cùng mình sẽ rang lạp xưởng các bạn nha. Đó. Các bạn cứ cho lạp xưởng vào chảo rồi lát mình nóng á, mở sẽ tương ra và sẽ rang thì lạp xưởng sẽ giòn và ngon các bạn nha. Ok, các nhà nhìn xem ngon không nào, lạp xưởng nó tương mở rất ngon nha các bạn nha. Rất giòn rất thơm các nhà. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình là trộn làm những cái dưa hấp cẩm cả nhà nha. Mình sẽ cho lạp xưởng vào tô luôn. Rồi sau đó mình sẽ cho những nguyên liệu còn lại vào tô để mình trộn làm cái phần dưa hấp cẩm cả nhà nha. Ok,
ok, sau khi cho hạt sữa xong mình sẽ cho cái nguyên liệu còn lại mình vào, như là mứt gừng đỏ nó xay các bạn, mứt gừng vàng nó xay nè, nó cho vào các bạn nha. Rồi mứt chanh, mứt tắc mình sẽ cho vào luôn, mứt bí các bạn sẽ cho vào luôn các bạn nha, cùng với nguyên liệu như là lá chanh mình cho vào các bạn nha. Rồi bì hạt điều nè, rồi hạt giả cười nè, đó để cho vào hết các bạn nha. Sau đó mình sẽ nêm cái phần gia vị và mình sẽ cho bột dẻo vào để tạo cái độ sệt các bạn, để mình khi mà tạo hình sẽ dễ hơn các bạn nha. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ra gia vị nha. Mình sẽ cho được mấy bánh lộ vào nè, mình cho dầu mè vào nè, rồi mình cho dầu hà vào luôn nè. Rồi sau đó mình sẽ cho cái phần bột dẻo vào, mình sẽ chuẩn bị nhồi các bạn nha. Thì nếu bạn nào mà không có trứng muối thì sẽ nhồi một cục nhân cẩm thôi, sẽ cho vào bộ vỏ bánh sau. Còn nếu bạn nào có trứng muối thì mình nhồi xong mình ép, mình sẽ ép mỏng rồi sau đó mình cho trứng muối vào ở giữa, mình sẽ bo lại, mình sẽ gói lại các bạn nha. Ok, và bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái phần nhân, phần trứng muối và mình để mình chuẩn bị làm cái phần hạt cẩm cả nhà nha. Mình sẽ dùng tay để mình ép, mình tạo lực các bạn, nó sẽ dính vào nhau nha. Đó, tại vì trong đây có bột dẻo rồi đó nên nó sẽ dính vào nhau dễ hơn. Đó, mình sẽ dùng tay rồi mình sẽ ép vào. Đó, sẽ thật là mỏng nè, sẽ cho cái trứng muối vào giữa bạn nha. Mình sẽ ép lần thứ hai lại một hình tròn. Rồi, sau đó mình sẽ cân thử được bao nhiêu gram cả nhà nha. Thì ở đây mình sẽ dùng là cái bánh trung thu á, trọng lượng là 150g nên phần nhân sẽ chiếm khoảng cỡ 2/3, là khoảng tầm 80-90g các bạn nha. Phần nhỏ bánh là chiếm 1/3, là khoảng tầm 60-70g các bạn nha. Đó. Ok, sau khi làm xong phần nhân thì mình sẽ chuẩn bị cái khuôn các bạn nha. Thì mình sẽ quét dầu ở phần khuôn để khi mình ấn á, để mình lấy cái phần bánh ra dễ các bạn nha. Ok, tiếp theo mình sẽ lấy cái phần bánh ra. Bánh nãy giờ đủ nửa tiếng các bạn. Bây giờ mình lấy bánh ra mình sẽ chuẩn bị mình nhào các bạn nha. Đó, mình nhào mình cắt nhỏ ra. Đó, mình cắt mỏng ra nha. Đó. Bánh này không cần nhào kỹ các bạn. Đó, nhào kỹ nó sẽ hết mất cái độ cứng mình nha. Nó sẽ bị dễ bị chảy các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ cắt viên bột ra, mình cân thử, nếu mà đủ 60-70g là ok các bạn nha. Mình sẽ cắn mỏng ra, mình sẽ cho cái phần nhân vào. Sau khi mình cắn mỏng cái phần bột xong á, mình sẽ cho cái phần nhân vào các bạn nha. Đó, mình sẽ cho từ nhân vào, mình sẽ gấp lại đó, thành một khối tròn. Sau đó mình sẽ cho vào cái khuôn lò xo để mình đóng ha các bạn nha. Ok, sau khi mình đã bỏ thành một cái hình tròn rồi các bạn, bây giờ mình sẽ cho vào cái khuôn này nha. Mình sẽ đóng, thì lúc mình đóng xuống mình đóng hai lần để tạo cái nét các bạn, cái hoa măng nó sẽ rõ hơn các bạn nha. Mình sẽ cho vào khuôn, mình lật lại và mình sẽ để dưới cái phía mặt phẳng á, phẳng cái bánh silicon mình sẽ ép xuống, mình sẽ ép xuống hai lần, sau đó mình sẽ kéo lên. Wow, cái nhà nhìn nó quá đẹp cái nhà ơi, đó hoa văn rất là đẹp cái nhà nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị, mình sẽ cho vào lò nướng cái nhà nha. Mình sẽ nướng trước 10 phút đó, để bánh cứng lại, sau đó mình sẽ nướng lần hai, mình sẽ quét nướng thêm 7 đến 10 phút nữa, và lần ba cũng vậy, 70 phút nữa các bạn nha. Là 3 lần là bánh sẽ ra lò các bạn nha. Đó. Ok, và mình sẽ cho vào lò nướng lần 1, thời gian là 10 phút và nhiệt độ là 220 đến 230 độ C các bạn nha. Đó. Mình sẽ nướng lần 1 cho bánh cứng lại các bạn nha. Đó. Ok, và trong thời gian chờ đợi mình sẽ chuẩn bị hỗn hợp là quét bánh các bạn, là gần 1 lòng đỏ trứng gà, 50ml dầu mè và 50ml nước tương các bạn nha. Mình sẽ trộn hỗn hợp này lại với nhau và mình sẽ khuấy đều. Hỗn hợp này là vừa tạo màu vừa tạo mùi thơm các bạn, rất là đẹp mắt luôn các bạn nha. Ok, và sau 10 phút thì bánh đã ra lò các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy hỗn hợp phớt nãy mình đã trộn các bạn,
Bây giờ mình sẽ phết đều lên cái bánh của mình nha. Các bạn nhớ lưu ý nha, mình phải phết đều luôn thì bánh sẽ ra những hoa văn nổi rất là đẹp các bạn nha. Đó, đừng có phết mà thiếu những chỗ nào mà nó sẽ nó không lên màu đều các bạn, thì nó sẽ là cái màu trắng á, kiểu nó không được đậm màu á, sẽ không đẹp các bạn nha. Lưu ý nha, mình phết đầy đủ luôn, phết không trừ chỗ nào hết các bạn nha. Còn không các bạn có thể phết phần trên thôi, hoa văn thôi, phần dưới phần chân thì không phết cũng được thì các bạn nha. Đó. Ok, và đây là lần nướng thứ hai, vẫn là 220 đến 230 độ C và mình sẽ nướng trong vòng 7 tới 10 phút cả nhà nha. Ok, và bánh đã nướng lần hai xong, các bạn thấy không, vỏ bánh đã chuyển sang màu sậm màu. Đó, rất là đẹp cả nhà nha. Bây giờ mình sẽ phết lần hai và mình sẽ cho mình nướng lần ba, là cũng thời gian đó và cũng nhiệt độ đó là 220-230 độ C và 7 tới 10 phút luôn. Đó, tổng thời gian là chúng ta sẽ có gần 30 phút các bạn nha. Đó, bánh nướng xong các bạn để khoảng 2 ngày đó, cho cái phần nước đường nó thấm ra cho bánh đó, sẽ đẹp hơn các bạn nha. Đó, nướng như là nướng bánh xong bánh sẽ còn khá là cứng, các bạn phải để 2-3 ngày sau bánh mềm xuống ăn sẽ ngon hơn các bạn nha. Đó. Ok, và cuối cùng sau lần thứ ba là chúng ta đã có lò máy bánh rất là đẹp cả nhà nha. Đó, các bạn thấy không, có những phần bị cháy xém hơi cháy là do nó bị lúc mình đóng khung mình vô lên các bạn, nó sẽ bị cháy các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ để 2 ngày và chúng ta sẽ cắt thử coi như thế nào cả nhà nha. Wow, quá ngon cả nhà ơi, bánh thơm mềm đó, nhưng cẩm nó rất là ngon ngọt nha, vừa mặn vừa ngọt nha, cùng trứng muối vừa bùi béo béo, trời quá tuyệt vời cả nhà ơi. Nhâm nhi với một tách trà nữa thì quá tuyệt vời luôn. Rồi chúc cả nhà có một mùa trung thu sắp tới thật là hạnh phúc cả nhà nha. Rồi em cả nhà ở những clip sau, bye bye.